Phong cách ngày hôm nay là gì? Mình sẽ vác đến và đưa đến cho tất cả các bạn, đó là phong cách thử thách theo nét 24 giờ không sử dụng kỹ năng. What? 24 giờ không sử dụng kỹ năng. What the f***? Không chắc tổng ăn đi. Sẽ là ăn đi, tin bạn nản rồi à. Bọn NLOL này fit hay lắm. Đấy, tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi thật. Cảnh báo đường link shop gcothu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình xin các bạn 2 phút để có thể giới thiệu đến cho tất cả các bạn, đó là shop gcothu.vn. Shop gcothu.vn là shop bán ạc Liên Quân chính chủ của mình. Các bạn nào có nhu cầu mua tài khoản Liên Quân, muốn ủng hộ mình hoặc là muốn thử vận may Liên Quân thì có thể qua shop gcothu.vn. Và để tránh tình trạng lừa đảo thì các bạn hãy truy cập xuống phần mô tả trong clip của mình, ấn vào cái link thì các bạn sẽ truy cập thẳng đến shop. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn xem qua. Hiện tại thì bên shop của mình đang có chương trình đó là nhận quân uy free. Đối với những cái tài khoản mới lập ấy thì các bạn sẽ có ngay cái biểu tượng đó là nhận quân uy ở đây. Các bạn chỉ cần ấn vào và lập tức là các bạn rút vật phẩm nha. Đây là cái cách mà các bạn có thể nhận quân uy free 100%, rút vật phẩm. Hiện tại thì mình đã nhận được đó là 10 quân uy nha mọi người nha. 10 quân uy đây này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đó là thử vận may trên shop. Trên shop của mình đang giảm giá 50% ở một vòng quay đá bóng với cả game phi bóng thực kỳ. Không chỉ thế, bên shop của mình còn có thử vận may liên quân như là 9k, 20k, 50k tùy thuộc vào túi tiền của các bạn. Ngoài ra các bạn muốn mua tài khoản trả tự tin thì có thể vào đây. Bây giờ thì mình sẽ thử vận may, đó là thử vận may với vòng quay bóng đá. Đang được giảm giá 50% từ 20.000 đồng giảm xuống còn 10.000 đồng mà thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ quay ngay. Với vòng quay bóng đá thì khi mà các bạn tham gia thì chắc chắn 100% các bạn sẽ nhận được quân uy nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có được 100 quân uy, 500 quân uy, tài khoản 3 triệu và 1.000 quân uy. Đấy, mình sẽ test cho tất cả các bạn này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quay với một lượt quay là 10.000 đồng. Quay. Ôi trời ơi, 10.000 đồng mình được 6 quân uy, lỗ vốn rồi các bạn ơi. Thôi không sao, cứ quay đi, tích cực quay tay là vận may sẽ đến thôi. Lần thứ hai mình được nhận được 500 quân uy này, nhưng các bạn có quan sát là nó sẽ ngẫu nhiên nha mọi người. Tiếp tục. 1.000 quân uy đấy, lên 1.000 quân uy rồi. Ngẫu nhiên thôi, số lượng quân uy sẽ ra ngẫu nhiên. 1.000 quân uy tiếp này. Và để xem. 9.999 quân uy. Ui, nổ một phát vào cái ô 9.999 quân uy như các bạn có quan sát. Đây là vận may của mình, các bạn có thể qua shop của mình để có thể thử vòng quay bóng đá đang được giảm giá 50% nha. Chỉ với 50% thôi. À, giảm giá 50% chỉ còn 10.000 đồng thôi. Chúc các bạn may mắn. Alo. Alo 1234, alo alo. Alo alo, xin chào quý vị bà con. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Rất vui khi mà chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và ngày hôm nay, thực hiện theo cầu của rất là nhiều bạn khán giả, mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn đó là sức mạnh của cô nàng Tèo Nát. Đặc biệt với một phong cách cực kỳ dị nha mọi người ơi. Phong cách ngày hôm nay là gì? Mình sẽ vác đến và đưa đến cho tất cả các bạn, đó là phong cách thử thách Tèo Nát 24 giờ không sử dụng kỹ năng. Wow, nghe có vẻ là gắt đúng không? Trong trận đấu ngày hôm nay mình sẽ không cộng chiêu, mình sẽ không nâng chiêu, mình sẽ không sử dụng kỹ năng mà chỉ có áp dụng Tèo Nát bắn tường mà thôi. Để xem mình leo danh có còn được bá đạo hay không, để xem Tèo Nát có bị chửi hay không hoặc là mình có bị phế hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi nha. Trước tiên thì mình sẽ cần phải tập trung pha một chút đá. Như các bạn biết thì thời điểm đầu game mình bắn như kiểu muối đốt inox vậy, bắn thì không được thấm một chút nào, bắn mất một tí máu của đối phương mà thôi. Vậy nên nhiệm vụ của mình là farm có cơ hội thì sẽ cấu gì à? Nhưng mà các bạn nhìn thấy là nó có dấu cộng ở kỹ năng mà mình không được sử dụng chiêu thì nó cũng hơi bị ngứa tay đúng không? Thôi, đừng có giết mình làm cái gì. Để cho mình sống sót và mình có cơ hội mình farm đi. Nhìn cái kỹ năng chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai có thể cộng chiêu nhưng mà mình không sử dụng thì chắc có lẽ các bạn nhìn cũng các bạn cũng cảm thấy ngứa tay. À đây rồi, giữ vị trí mà bắn nha. Một mạng chiến công đầu thơm ghê. Ui, có cả ngộ không kia kìa. Nhưng mà được ba room hỗ trợ như thế này thì mình ngại ngần gì. Mình ngại ngần gì đâu, cứ thế bắn tôi, thêm cả mạng của Mina nữa này. Ok Karisi, cứ tưởng Karisi team mình lên hỗ trợ anh ở bạn ấy về đường giữa rồi.
Thôi thì cũng được hai mạng thời điểm đầu game, cũng nhờ một phần công sức của support team mình. Thôi Natalia về lên đi, để cho mình farm tiếp đi. Trận đấu này mình đã thực hiện thử thách đó là 24 giờ không sử dụng kỹ năng mà. Chứ còn mình đang rất là lo sợ khi mà mãi đánh nhau quá thì trong lúc kiểu tập trung đánh nhau mình lại cộng nhầm kỹ năng để bắn đối phương thì cũng là xịt mất cái thử thách ngày hôm nay. Thế là mình sẽ cố gắng kiềm chế nhá. Kiềm chế cái đôi bàn tay để không được chạm vào để cộng kỹ năng. Đấy, chỉ có bắn tường mà thôi. Bắn tường và bắn tường. Cứ thế, bắn tường, lại bắn tường. Đó, cực kỳ đơn giản. Khi mà có ba đùm hỗ trợ, có kỹ năng mình không sử dụng đấy. Ôi, có mạng hỗ trợ này, thôi thì ba đùm về đi, để cho mình lo Celica cho. Dăm ba Celica gì cho không trượt phát nào luôn, mỗi tuần nó chạy được rồi. Nó cơ động quá các bạn ạ. Chứ quả đấy mà mình còn chiêu cuối, mình dí chiêu cuối và sử dụng cho một bắn cho không trượt phát nào luôn. Được cái là mình khá may mắn khi mà mình cũng ăn được mạng thời điểm đầu game nha. Thôi thì hy vọng rằng cái may mắn này nó sẽ được duy trì từ giờ cho đến kết thúc trận đấu để mình có thể thực hiện thử thách. Đó là 24 giờ không sử dụng kỹ năng. Thêm cả Triệu Vân hỗ trợ đã cho mình xin mạng. Ôi dồi ôi, tôi chơi cả Mina đi. Bắn Mina, mỗi tụi Mina nó trâu quá. Ơ, tin bạn cứ lũ lượt lên đây thế này. Này Natalia, mạng này của mình. Tiếp theo Mina, ôi dồi ôi, double kill liền các bạn ạ. Không có sử dụng kỹ năng, không chiêu 1, không chiêu 2, không chiêu 3. Nhưng mà lượng sát tư của mình vẫn đủ, vẫn vừa đủ để có thể ăn được ăn được vài mạng một cách cực kỳ dễ dàng. Cảm thấy rất là may mắn nha. Mà được cái hiện tại trận đấu này team bạn cũng hơi bị lép về. Các bạn nhìn thấy qua là team bạn mới ăn được có một mạng mà thôi. Ơ lại Natalia hổ báo như thế này đi thịt tôi chứ còn gì nữa. Đánh hổ báo thì cho lên bàn điểm số luôn. Từng người mỗi tiệm cả ngộ không dí mình làm sao được. Nhìn ba đôm vững chắc như thế này cơ mà giữ mình. Ủa từ từ Mina nó né mình. Mà mình không truy xét được ngộ không. Karisi hỗ trợ mình cái coi ba đôm ơi hy sinh rồi. Giờ thì cứ giữ vị trí và chúng ta bắn thêm cả Mina. Truy sát Mina, bắn vào lên bàn điểm số 122 vàng. Đấy, quay đi quay lại mình ăn được 6 mạng rồi. Công việc cực kỳ đơn giản và bây giờ chúng ta tiếp tục truy sát thẳng vào Celica. Hất tung nó lên bạn ơi, đúng rồi, dí thôi, cứ thế bắn tường, bắn tường, bắn tường, bắn tường có mạng luôn. 7 mạng rồi, trong khi đó team mình ăn 10 mạng. Có tin nổi không khi mà hiện tại mình chưa sử dụng kỹ năng, không ô, lại thêm cả Natalia này. Cho đó đây team bạn hơi bị nhiều pháp sư nha. Mở Ganga lẫn gần Natalia. Thôi mình sẽ không truy sát đâu, mình cứ farm tiếp đây. Các bạn nhìn thấy vạch mana của mình trong trận đấu ngày hôm nay nó sẽ không bao giờ bị hết luôn đấy. Thôi. Ganh gì mà ganh nhiều thế, như kiểu team bạn cay cú mình thì phải, muốn lên chấm dứt mình luôn đấy. Thế này là mình cần phải đề phòng rồi. Lượng mana của mình không bị tụt giảm do mình không sử dụng kỹ năng. Chơi nó ba đun mắt về, hay quá. Hay quá, ba đun đánh tuyệt vời quá. Cứ như thế này thì mình lại mega kill mất tôi các bạn ơi. Double kill nào. Ôi không được double kill rồi. Vẫn được double kill nha. Đánh xạ thủ chưa bao giờ là đơn giản như thế này. Mỗi tuần là không giết được Celica luôn. Tranh thủ trong khoảng thời gian là mình sẽ ép trụ này luôn. Celica bị Triệu Vân nè rồi. Đấy. Mình không muốn kéo dài trận đấu này về late game đâu. Bởi vì team bạn có một đội hình late game rất mạnh như là Celica, như là Ngộ Không. Đấy, thế nên là mình cũng không muốn kéo dài về late game đâu. Có cơ hội thì mình sẽ farm và có cơ hội thì mình sẽ đẩy trụ nhá. Như Natalia team bạn cứ lên fit mạng như thế này mình cảm thấy vui lắm cơ. Vui lắm, vui ơi là vui. Cứ như thế này là có mạng thôi. Quay đi quay lại là được 10 mạng rồi. Cảm giác như bây giờ mà leo danh cứ đánh như thế này thì nó lại nhàn quá. Nó lại lên danh ầm ầm luôn ấy. Leo danh kiểu này cực kỳ sướng. Chả cần phải làm gì nhiều, đánh xạ thủ chỉ cần mỗi bắn tường mà thôi. À các bạn nào, từ từ đã, để mình xử lý Mina cái đã. Mina có vẻ trâu đấy. Trâu thì bắn lâu cũng chết mà thôi. Mina bốc hơi này. Mỗi tội là mình không giết được Celica. Vừa xong Celica mình thấy qua là vật tốc hành. À các bạn nếu như muốn đặt ra thử thách gì cho mình thì nhớ để lại comment dưới phần bình luận giúp mình nha. Mình sẽ tương tác với tất cả các bạn và mình lựa chọn ra những ý tưởng hay mình thực hiện cho mọi người. Thử thách 24 giờ không sử dụng kỹ năng thì lần đầu mình áp dụng cho vị tướng Teo Nát. Ngày trước thì mình cũng đã sử dụng cái thử thách đó là áp dụng thử thách 24 giờ dành cho vị tướng Necros. 24 giờ ngủ trong rừng rồi. Các bạn có thể để lại comment về ý tưởng của các bạn, mình sẽ thực hiện nha. Và đừng quên hãy cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
đấy là sự ủng hộ giúp bản thân mình có thêm động lực làm ra nhiều clip thú vị hơn nữa. Ép trụ thôi, tin bạn không có ai lên thủ cái trụ này à? Thế này thì mình cứ ép tự nhiên thôi. Không có chiêu thứ nhất, có chiêu thứ nhất thì mình lấy cái trụ đấy cực kỳ nhanh. Mình đang phải kiềm chế lắm, lúc kiểu muốn chạm vào dấu cộng quá nhưng mà không dám chạm vào dấu cộng để nâng chiêu. Vì khi mà mình cộng vào một cái thôi mình sẽ quen tay, mình dùng kỹ năng thì lại hỏng mất cái thử thách. Đấy là nguyên nhân tại vì sao là mình đang phải kiềm chế. Được cái trận đấu này team bạn cũng khá là mỏng manh. Có mỗi Mina là cứng cáp thôi chứ còn toàn máu giấy. Như là Natalia, như là Ngộ Không rồi đến mở gan ga. Đấy à, đến cả Celica. Hay quá, bạn úp được Celica rồi. Hất nó về bạn ơi. Cứ hất nó về đi, trời đất ơi. Như thế này phải ngon không cơ chứ. Có cả trụ và có thêm cả mạng đây này. Giờ team bạn thì thủ trụ làm sao được. Mình cảm giác như team bạn bây giờ đã bị nản đấy các bạn ạ. Nản luôn đấy. Chả thấy lên đánh nhau gì luôn. Team bạn bị nản rồi. Nhưng mà chả thấy team bạn phản ứng gì cả. Vạch mana của mình không bao giờ bị hết. Thế này là chơi teo nát phong cách không cần phải sử dụng đến mana các bạn ạ. Ngộ Không ơi, Ngộ Không. Trời đất ơi, tôi mà có chiêu cuối tôi dí ông không trượt phát nào rồi. Natalia team bạn đang bị team mình ne cho không trượt phát nào cái kìa. Ơ Ngộ Không này, Ngộ Không, chết luôn chứ còn gì. Cứ dí như vậy thôi. Ok, mình nghĩ là team mình nên ăn tà thần thôi. Ngộ Không chắc tổng ăn đi. Sẽ là ăn đi, team bạn nản rồi à. Team bạn chắc là pick đội hình bọn NL này fit hay lắm. Bọn NLOL này fit hay lắm. Đấy, team bạn đã có xảy ra lục đục nội bộ rồi, chửi nhau cực kỳ gắt rồi. Thôi thì mình sẽ giúp team bạn kết thúc trận đấu này sớm, giải thoát cho team bạn cái. Và mình cũng sẽ hoàn thành được cái thử thách ngày hôm nay. Ăn đi mấy bạn ơi. Đây là phản ứng của mở gan ga nhá. Có chat tổng kêu team mình ăn đi. Thế này thì thôi, không khách sáo nữa team ơi. Xông thẳng vào nhà mà phá tẳng thôi. Kết thúc trận đấu luôn tại đây. Thêm cả mở gan ga cứ đứng đi lẹ lẹ. Ui dồi ôi, team bạn kiểu cảm giác giờ ừ muốn đánh rồi ấy. Lẹ lẹ, chó bên đây cắn. Ui dồi ôi. Thôi kết thúc trận đấu nha. Chứ không team bạn chửi nhau, đánh nhau sức đầu mẻ chán thì mình lại không chịu trách nhiệm đâu. Ok, rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Và mình cũng đã thực hiện thành công được cái thử thách teo nát không sử dụng kỹ năng. Thử thách 24 giờ không sử dụng kỹ năng rồi. Cũng rất là may mắn trong trận đấu ngày hôm nay thì cũng không đến nỗi vất vả cho lắm. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye mọi người, bye bye.